Mình sẽ bắt đầu hôm nay mình học kế thừa, và hôm nay học kế thừa thì từ kế thừa nó sẽ có đa hình, nên là hôm nay mình sẽ nghiên cứu cả hai tính chất của OP, đấy là tính kế thừa và tính đa hình. Rồi, mình bắt đầu nhá. Đầu tiên là về cái tính kế thừa nhá mọi người nhá. Tính kế thừa là cái tính mà nó sẽ cho phép. Rồi, kế thừa nhá mọi người nhá. Rồi. Kế thừa là cho phép lớp con kế thừa các thuộc tính và phương thức của lớp cha. Thế thì thuộc tính và phương thức nào được kế thừa nhá? Được, thì là những cái thuộc tính là protected và public nhá mọi người nhá. Những thuộc tính là protected và public, còn private thì không được. Để cho anh em. Lô. Thì bây giờ các anh sẽ demo một thằng kế thừa cho mọi người nhìn nhá. Cho phép lớp con kế thừa các thuộc tính và phương thức của lớp cha. Rồi. Ở đi theo đây ra đây. Rồi nhá, kiểu anh sẽ tạo một lớp con ở đây. Đặt tên hẳn là lớp cha cho mọi người dễ hình dung nhá. Trong này thì sẽ có các cái thằng private. Rồi, ví dụ kiểu anh sẽ có string này name. Được, rồi, ok. À, rồi, các phương thức nhá. Getter và setter. Getter, setter và thì cho anh để public được chưa? Được chưa anh em ơi? Ok chưa? Rồi, cho anh có thêm một constructor. Và một constructor không tham số nhá. Rồi. Xem mọi người nhỉ? Rồi, bây giờ các anh sẽ tạo ra một lớp con nhá. Lớp con thì giả sử trong lớp con này thì các anh sẽ có thêm thuộc tính là giới tính chẳng hạn. Xin chào anh em ơi. Mọi người ơi, lu các anh em ơi. Ok chưa? Rồi, tương tự kiểu anh sẽ có thêm getter và setter cho thằng này nhá. Bắt đầu, bây giờ thì các anh sẽ viết thấy thằng main ra đây. Rồi, có nghĩa là cái gì? Kiểu anh có một main ở trong này, kiểu anh tạo ra một lớp, một thằng con đây. Rồi, ok. Tạo ra con gái nhá. Bằng new con chẳng hạn. Được cho mọi người. Thế thì hoàn toàn con gái có thể là set giới tính này. Quên, chỗ này chưa extend. Ở chỗ này extend cha được chưa? Rồi, thế thì trong cái này con gái mình sẽ không có cái thằng là ví dụ như là những cái public, những cái private của nó là string và s này được chưa? Em thấy không ạ? Nhưng mà ở đây mình hoàn toàn có thể là set name, ví dụ tên một con gái tên là cún chẳng hạn. Được chưa anh em, thấy không ạ? Được chưa mọi người ạ? Thế thì ở trong phần này mình không kế thừa được những cái private thôi, nhưng mà vẫn kế thừa được những cái public và protected. Được chưa nào anh em ơi, ok chưa? Vâng. Rồi, thế thì cái bản chất của cái việc kế thừa này nó là cái gì? Và tại sao thì nó lại, ví dụ như là ở trong phần này rõ ràng là cha này, mọi người nhìn nhá, ở trong cha là có name và age này đúng không? Nhưng mà con nó có được kế thừa đâu, nhưng nó vẫn xét được đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Được chưa nào mọi người nhỉ? Rồi, tiếp theo nữa là bây giờ các anh sẽ viết cái constructor ra ở đây nhá. Constructor ra ở đây cho các anh em nhìn. Ví dụ kiểu anh viết một cái constructor mà có một tham số như này nhá, mọi người nhìn cho kiểu anh nhá. Rồi, tạo ra một constructor và có cái chuyển cái giới tính vào cho nó. Đấy ạ, ok, và một constructor không tham số nữa.
Nào, mọi người theo dõi cho Kiều Anh nhá. Thế thì ở trong phần này mọi người nhìn cho Kiều Anh này. Ở trong phần này đây, mọi người ơi theo dõi nhá. Thế thì cái thằng này, việc đầu tiên của nó là gì? Ví dụ nhá, ở đây thì Kiều Anh sẽ in ra một cái hoạt động đấy là hàm khởi tạo tra nhá. Được chưa? Để xem nó có in ra cái gì không. Bây giờ Kiều Anh chạy nhá. Ở trong con này thì Kiều Anh in ra cái là hàm khởi tạo con nhá. Ok, bây giờ sẽ chạy cho mọi người nhìn. Mọi người nhìn thấy là mặc dù là trong bên Kiều Anh chỉ tạo ra mỗi con gái là thuộc lớp con đúng không? Nhưng mà ở trong này nó in ra là hàm khởi tạo cha, sau đấy nó mới in ra hàm khởi tạo con. Được chưa anh em ơi? Có nghĩa là ở trong phần này là gì? Khi mà nó kế thừa ấy thì nó sẽ làm cái việc gì nhá mọi người nhá? Đây, trên này chỉ Kiều Anh vẽ híp thôi nhá. Rồi, lúc mà các anh em kế thừa, lúc mà các em tạo một đối tượng thuộc lớp con, khi các em tạo một đối tượng thuộc lớp con nhá, là nó gọi constructor thuộc lớp cha đúng không? Đúng không? Có nghĩa là nó sẽ tạo ra một đối tượng thuộc lớp cha. Đây là instance thuộc lớp cha nhá. Được không? Mọi người thấy là vừa rồi là Kiều Anh rõ ràng Kiều Anh chỉ tạo là con như này thôi đúng không mọi người? Đối tượng thuộc lớp con đúng không? Nhưng mà ở trong phần này nó gọi vẫn gọi đến cái constructor thuộc lớp cha. Được chưa, anh em thấy không ạ? Đúng không mọi người ơi? Vâng. Được không? Rồi, tiếp nữa nha. Sau đấy thì nó sẽ tạo ra một cái constructor thuộc lớp con và có thêm ở trong này nó sẽ có một cái tham chiếu đến đây. Thì cái tham chiếu này được gọi là super. Cái tham chiếu mà từ lớp cha xuống ở đây này được gọi là super. Được chưa anh em ơi? Ok chưa? Cái này là instant con nhá. Cái màu đỏ này là instant con nhá. Được chưa anh em ơi? Ok chưa? Được chưa nhỉ mọi người nhỉ? Cái màu đỏ này là instant con. Thì bản chất của thằng này là nó tạo ra một thằng cha. Nó tạo ra một instance thuộc lớp cha ở trên heap. Sau đấy thì nó mới tạo ra instance thuộc lớp con. Và ở trong instance thuộc lớp con thì nó có một cái tham chiếu đến lớp cha. Cái đấy được gọi là từ khóa super. Được chưa anh em? Mọi người theo dõi cho Kiều Anh nhá. Thế thì mọi người, cái vừa rồi là Kiều Anh đã chứng minh được là nó như này rồi. Nó là như này. Hàm khởi tạo, mặc dù mình gọi như này nhưng mà nó vẫn gọi đến thằng cha. Được chưa? Được chưa anh em thấy không ạ? Rồi còn một thằng nữa, đấy là cái ở trong này thì nó sẽ tự mặc định nhé, tất cả những cái constructor này. Thì nếu mà mọi người không ghi super vào đây thì nó sẽ tự như này. Hoặc là nếu mà mọi người sẽ ghi super như này thì nó sẽ mặc định gọi đến constructor thuộc lớp cha. Có nghĩa là cái thằng này nó chỉ ẩn đi thôi nhé mọi người nhé. Cái này là nó vẫn gọi. Vẫn được gọi. Yeah, nhưng mà nó ẩn đi nên nó không phải ghi ra đây thôi. Yeah, thì bây giờ Kiều Anh sẽ giải thích tại sao nó lại ẩn đi nhá. Thì nó sẽ gọi một constructor mặc định không tham số thuộc lớp cha, được chưa? Yeah, nó sẽ vẫn gọi constructor mặc định không tham số thuộc lớp cha. Vẫn mặc định gọi thằng này nhá mọi người nhá. Vẫn mặc định gọi super này, chẳng qua mình ghi vào cũng được và không ghi vào cũng được thôi. Được chưa nhỉ mọi người ạ? Thế thì thằng này mọi người theo dõi cho Kiều Anh nhá. Thế tại sao Kiều Anh lại chứng minh được như thế? Bởi vì khi mà Kiều Anh comment vào như này, Kiều Anh comment constructor mặc định của lớp cha vào nhá. Và Kiều Anh có một cái thằng constructor khác ở đây. Thì ở trong phần này, nó sẽ báo lỗi này, mọi người nhìn thấy không? Nó báo lỗi luôn nhá. Mọi người nhìn thấy nó báo lỗi cái constructor ở này không? Nó bảo là không tìm thấy constructor mặc định ở lớp cha. Anh em nhìn thấy không? Không tìm thấy constructor mặc định ở lớp cha. Bởi vì ở trong này thật ra mình không ghi ra thôi, chứ nó tự ngầm định với chương trình của mình là nó sẽ gọi constructor mặc định thuộc lớp cha. Được rồi, nên là các anh em không có constructor đấy là nó lỗi này. Được chưa? Ok chưa nhỉ mọi người ạ? Đấy, thế nên là nếu mà chỗ này, thế nên là tốt nhất trong tất cả các trường hợp ý, thì mọi người nên để cái constructor mặc định vào. Được chưa?
Rồi, thế thì ở trong phần này nhá, thật ra mọi người không gọi cái này thì cũng comment cái thằng này lại thì cũng không sao, nhưng mà chỗ này mọi người phải phải có super và mọi người gọi đến cái thằng string name và s như này. Ví dụ mọi người muốn truyền cái gì đấy vào chẳng hạn, name và s đúng không? Giả sử lúc nào tạo ra như này chẳng hạn và 18 tuổi. Đấy. S kêu anh để dạng gì nhỉ? Không cũng string nhỉ? Thì nó sẽ không sao, chỗ này nó đã tự tham chiếu đến, nó mặc định nhá, thì nó sẽ gọi đến constructor mặc định không tham số. Nhưng mà nếu mà mọi người không có constructor mặc định không tham số ấy thì mọi người sẽ phải gọi một cái constructor khác của nó vào đây. Ok chưa nhỉ anh em ơi? Lô à, rồi rồi vậy nha mọi người nha. Bên này nó vẫn báo đỏ đỏ cái gì chứ vừa. Báo vẫn đỏ bởi vì cái thằng đằng dưới này của em vẫn gọi đến constructor mặc định này. Nên lúc nào cũng phải làm một cái con sắc tờ không tham số đúng Đúng rồi, lúc nào cũng thế, cũng phải có một constructor không tham số. Thì ngoài cái việc là để lớp con nó dùng ra thì mình còn có một cái cách mà để tạo mới một cái object mà nó như thế này. nếu mà không có con sắc tờ nào thì Không có constructor nào nó đã có sẵn mặc định rồi. vâng thì lại không lỗi đúng không ạ. Đúng không? À. Đó. Anh Toàn ơi, chỗ này phần này anh ok chưa? À. Rồi ok nhá, thế thì em bỏ cái thằng này ra nhá. Thế đấy là bản chất của thằng này. Rồi tiếp theo nữa là private thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là ok tôi vẫn tạo ở đây nhá. Ở trong này có instance thuộc lớp child đúng không? Thì nó vẫn sẽ có name và có age nhá. Nhưng mà nếu mà có private thì nó không nhìn thấy rồi, từ thằng này nó không nhìn được thằng này thôi nhá mọi người nhá. Từ thằng này nó không nhìn được thôi. Được chưa? Được chưa nhỉ anh em nhỉ? Ok chưa? Thì đấy là bản chất của cái thằng kế thừa. Và nữa nhá, thì mọi người nhìn thấy cái từ khóa super ở đây thì giống như cái cách hôm qua cái anh hướng dẫn mọi người từ khóa zip là super là gọi đến constructor. Chỗ này nhá thì cái anh sẽ câu xuống dưới này để tí nữa gửi mã cho anh em cho nó dễ. Super là nó sẽ câu đến cái constructor của bên kia đúng không? Thì mọi người sẽ truyền tham số và y hệt như thế. Mọi người nhìn thấy là truyền name và s vào. Đó, nó sẽ giống với cả từ khóa zip của mình. Được chưa? Hoặc là nếu trong trường hợp mà mọi người mà muốn gọi hoặc là một cái cách khác đây nhá, ví dụ kiểu anh có phương thức M1 ok M1 ở trong này nếu anh muốn gọi đến constructor của lớp đến phương thức của lớp trai chẳng hạn thì các anh gọi cái từ super giống hệt với từ sheet ở đây, xong mình dùng cái từ get gì ra thôi. Đó, gọi cái phương thức ra thì gọi bình thường. Đó. Thì từ khóa super giống với là từ khóa zip. Super là để gọi đến cái một là constructor thuộc cái này nhá, em nói lại từ khóa super nhá. Super chỉ đến gọi đến constructor thuộc lớp trai. Yeah. Rồi còn cái cách thứ hai dùng từ khóa super giống zip đấy là super chỉ đến đối tượng được tạo ra lớp trai. Được chưa nhỉ anh em ơi? Ok chưa? Có hai cách giống zip nhé mọi người nhá. Chưa? Chị ơi, cho em hỏi tí là em vẫn chưa hiểu là cái phần vừa nãy tại sao chị comment cái phần constructor mặc định của lớp cha mà cái phần constructor string của lớp con lại đỏ chị? Ừ, rồi, ok, chị nói lại nhá. Tất cả những cái thằng này nhá, em nhìn nhá, ví dụ như thế này là super đây là nó sẽ gọi đến constructor thuộc lớp cha là cái constructor mà có hai tham số này, được chưa? Đó, Quang Anh. Rồi, nhưng mà nếu mà chị không khai báo super ở đây, nếu chị không khai báo super, thì bản chất nó vẫn gọi đến một constructor mặc định không có tham số của lớp cha. Đó. Nếu chị không gọi super ở đây nhá, nó vẫn gọi đến một constructor mặc định không tham số thuộc lớp cha. Vì vậy nên là khi mà chị comment thằng này lại ấy, thì nó không có thằng nào để tham chiếu cả. Đó là, nên là nó lỗi. Em nhìn nhá. Hover vừa chuột qua đây này. Nó bảo là không có một cái constructor mặc định nào ở trên lớp cha cả. Có nghĩa là bất kỳ constructor nào đều gọi đến constructor mặc định của lớp trà chị. Đúng rồi. Đều gọi đến constructor nhá.
Nhưng mà nếu mà em khai báo super cụ thể như thế này thì nó sẽ là gọi đến constructor mà điền số vào, còn nếu mà em không khai báo gì thì nó đến constructor mặc định. Thế Thế nào các anh nhỉ? thế tác dụng gọi đến là để làm gì hả chị? Rồi ok. Thế thì trong cái cơ chế của thằng kế thừa này nhá thì nó sẽ tạo ra một cái instance thuộc lớp child. Đó, nó tạo ra em nhìn cái việc nó triển khai code như chị vừa tạo một đối tượng thuộc lớp con ấy. Nó tạo một instance thuộc lớp child nhá, được chưa? Sau đấy nó mới tạo một instance thuộc lớp con và nó truyền cái tham chiếu ở đối tượng này vào trong này với từ khóa super ở đây. Chứ không phải là nó tạo đối tượng thuộc lớp con đơn thuần đâu. Và nó phải tạo đối tượng ở lớp child, sau đấy nó tham chiếu đến thằng super vào đây. Được chưa nào? Có Dạ ai vâng. nhìn thấy chỗ, có ai nhìn thấy cái chỗ này mà chị để như này không? Chị để cái phần này mà nó tạo ra là hàm khởi tạo thuộc lớp child và hàm khởi tạo thuộc lớp con, nó gọi hai constructor, thấy không? Vâng. Ok chưa nhỉ? Vâng, à, em hiểu rồi. Ok nha. À, chị ơi, lớp con mà không có con constructor thì lúc nào cũng có con constructor không tham số của lớp Xác cha đúng định đúng. không? Từ từ lại nhá. Lớp con mà không có constructor thì nó có mặc thì có constructor mặc định của lớp con nhá, không phải của lớp cha nhá. Và cái mặc định của lớp con đấy nó gọi đến cái Đúng, mặc định của mặc lớp định của lớp cha đúng cha. không chị? Đúng, đúng. Vâng. Thì nó sẽ in ra là hai cái dòng hàm khởi tạo cha chị. Không, các bạn ấy bảo là không có cái gì mà không có một constructor nào ấy thì nó chẳng in ra gì cả, nó sẽ có tự có mặc định. Cái này là in ra, là chị viết ra để cho các bạn nhìn thấy thôi, nhìn thấy không? Cái sheet từ mail này nhìn thấy không? Với cả cái sheet từ mail này nhìn thấy không? Được chưa? Cái này là chị viết ra cho các bạn nhìn thấy thôi. Được chưa các em ơi? Từ khóa sheet và từ khóa super anh em hiểu chưa? Rồi và nữa Ok là ơi chưa? Dạ không không. và nữa là cái instance, cái việc tạo cái object này anh em ok không? Được chưa nhỉ? Dạ ok chưa? Rồi, tiếp theo nhá, đấy là chị sẽ nói sang đấy là phương thức ghi đè và nạp chồng. Thế thì ở trong phần này có cái gì? Ví dụ nhá, phương thức ở bên phương thức cha. Ở bên phương thức cha chị có một cái phương thức. Chị xin lỗi, ở bên lớp cha. Chị có một cái phương thức là phương thức gì nhỉ? Ok. Phương thức giả sử là phương thức M1 nhá. À, chỗ này chị xóa cái thằng con là M1 đi đã. Chỗ này đi M2 đi. Đó, mọi người nhìn nhá, phương thức của lớp cha, giả sử kiểu anh bây giờ có một phương thức là M1. Đó, chữ M là chị viết tắt của từ method ấy, hầu hết bây giờ là phương thức thì chị sẽ viết chữ M nhá. Rồi, bây giờ chị có một cái thằng này là M1 thì có nghĩa là bên này nó đã tự có một thằng M1. Vì cái thằng này nó là gì nhỉ? Public mà đúng không? Thì nó tự có M1. Ví dụ bên này chị khai báo như này. Con gái này. Ok, M1. Đó. Mặc dù bên bên lớp con chỉ có khai báo phương thức M1 đâu đúng không? Đúng mọi người? Vâng. Đúng không? Bên lớp con chị không khai báo phương thức M1 nhá. Nhìn nhá, bên lớp con không khai báo nhưng mà nó sẵn có bởi vì nó được kế thừa từ lớp cha. Đó, rồi, thế tiếp nữa. Ở trong phần này thì giả sử phương thức M1 là chị sẽ làm cái việc đấy là in ra là ta là phương thức đây phương thức thuộc cha. Đó. Thế thì bây giờ mà chị chạy cái thằng này ra. Mọi người nhìn nè, đây là phương thức thuộc cha đúng không? Đúng không các em? Rồi nhá, thế thì đây là phương thức thuộc lớp cha, ok. Nhưng mà bây giờ chị muốn nó được triển khai lại, nó vẫn có phương thức M1. Chị muốn là nó vẫn có phương thức M1 ở lớp con, nhưng mà cái cách triển khai nó lại khác. Nếu mà mọi người vẫn muốn sử dụng là giống hệt ở lớp cha nhá, thì các bạn không cần phải ghi lại làm gì. Nhưng bây giờ các bạn muốn nó được triển khai khác ở lớp cha, thì các bạn sẽ ghi lại. Thì cái việc ghi lại đấy là các bạn khai báo một phương thức y hệt cái phương thức M1 ở trên kia. Đó, sau đấy các bạn, cái hoạt động này được gọi là triển khai lại nhá. Đây chị sẽ ghi lại là phương thức thuộc lớp con.
Được không? Thì đây nhá, cái hoạt động này là chị làm cái gì? Đấy là triển khai lại. Phương thức ở lớp trai. Cái này nghĩa là báo cho chương trình biết là tôi cần thay đổi phương thức ở lớp trai. Có nghĩa là phần kiểu dữ liệu trả về của nó vẫn như vậy, nhưng mà chỉ cái phần triển khai nó khác thôi. Anh em thấy không ạ? Phần dữ liệu nó vẫn như vậy nên là triển khai nó khác nhá. Thì cái này mình mới gọi là ghi đề. Ghi đề có nghĩa là tất cả mọi thứ như thế nhưng mà tôi làm một cái dạng khác. Ví dụ như ghi đề là cùng một cái phần như vậy nhưng mà mọi người tẩy đi thôi, xong mọi người thay đổi bằng thằng khác. Được chưa anh em? Lolo. Em ơi, thế là ghi đề thì trong thằng này ấy, thì nó sẽ có một rồi. Cái dạ anh Toàn ạ. Không, em đang thắc mắc là sao nó không hiện cái A còng override. Rồi mọi người nhìn nhá, nếu mà mọi người khai báo như thế này ấy, thì nó sẽ tự mặc định nó biết đấy là override. Để cho anh em nhìn thấy không ạ? Override nó sẽ tự mặc định nó biết. Thế là mọi người ạ. Thế thì nó chính là cái A còng như thế này thì được gọi là annotation nhá mọi người nhá. Annotation override. Được không? Rồi anh em không khai báo mà phương thức nó giống hệt phương thức ở lớp trai thì nó sẽ tự hiểu đấy là override. Được không? Nhưng mà khi mà mọi người khai báo override mà nó tìm ở trên thằng cha không có một cái phương thức nào như vậy thì nó sẽ báo lỗi luôn, là nó bảo là không tìm thấy một cái method nào là M2 được định nghĩa ở super class cả. Được chưa anh em? Ok chưa? Được chưa nào mọi người nhỉ? Ok chưa? Rồi thế thì bây giờ nhá, kiểu con như này mà mọi người chạy M1 thì nó sẽ chạy phương thức ở lớp con. Phương thức thuộc lớp con. Được chưa anh em thấy không ạ? Thì đây là ghi đề. Ok chưa? Thì đây là ghi đề nhá, thì bản chất của ghi đề ấy, cái bản chất của ghi đề ấy, nó chỉ đơn giản là ok, tôi muốn ghi đề method thôi. Tôi muốn ghi đề, tôi muốn thay đổi cái phương thức này thôi. Được chưa nào anh em ơi? Ok chưa? Yeah. Rồi, rồi thì đấy là ghi đề nhá. Rồi tiếp nữa. Bây giờ thì sẽ sang phần tiếp theo, đấy là nạp chồng. Nạp chồng có nghĩa là mọi người có một cái phương thức y hệt như cái phương thức này. Tên phương thức nó y hệt nhá. Nhưng mà tên phương thức nó y hệt nhá. Nhưng mà danh sách tham số nó khác. Ví dụ mọi người có một cái kiểu ở đây là biến A này. Được chưa? Alo. Em ơi. Được chưa nhỉ mọi người ạ? Thì đấy là nạp chồng nhá. Rồi thì cái này nó cũng như là cái phần hôm qua của anh hướng dẫn thôi. Nếu mà mọi người nắm chắc cái hôm qua của anh hướng dẫn thì sang phần này mọi người sẽ dễ nhận thức hơn. Rồi tiếp theo. Mọi người sẽ nhìn nhá là ok, thế thì tất cả những cái thằng này nó có cái gì là chung không? Thì tất cả những cái class được tạo ra nhá mọi người nhá, đều được kế thừa từ object. Từ class object. Đó, thì trong Java nó có sẵn một thằng class là tên là object nhé mọi người nhé. Alo mọi người ơi. Thế thì ở trong cái thằng object ấy thì nó sẽ có một cái phần điển hình mà mình hay dùng, đấy là phương thức toString. Thì bây giờ các anh sẽ demo cái phương thức toString này cho mọi người nhìn nhé. Mọi người có thể gọi phương thức toString bằng cách gọi toString này. Mọi người nhìn thấy toString đây thấy không? Thì thằng toString này nó sinh ra để làm gì? Thằng toString này nó sinh ra nhá để rồi tạo ra một chuỗi mô tả đối tượng. Ví dụ mọi người sẽ nhìn thấy nhá là return này. Được không? Mọi người nhìn nhá, return nhá. Đối tượng này là thuộc lớp cha này, xong có name là gì và có age là gì này. Anh em thấy không ạ? Đấy mọi người thấy không ạ? Được chưa anh em? Đấy nhá, rồi thì đấy là phương thức toString nó làm vậy. Thì bây giờ giả sử như bây giờ kiểu anh sẽ in ra.
Chỗ name với add đấy thì nên dùng name add hay là dùng get name get add? Dùng name add này là được rồi. Trong cái phạm vi của thằng class nhá, thì mình dùng cái gì không quan trọng anh ạ. Cái ngoài thì nó mới quan trọng. Ok. Rồi, ví dụ như bây giờ cái anh sẽ gọi con gái này nhá, chấm tu sinh ra, thì nó vẫn gọi đến cái thuộc lớp cha, anh em thấy không? Nó vẫn sẽ tự gọi đến lớp cha nhá. Đó, bây giờ kêu anh. Ơi. Override đây nhá. Thằng tu sinh này là thuộc của object. Được chưa? Được chưa? Rồi, ok. Thế bây giờ kêu anh sẽ in ra cho mọi người nhìn nhá. Là ok, mọi người nhìn thấy cái phương thức toString thuộc lớp cha không? Là cha xong rồi kiểu anh này. S là 10, kiểu tên là kiểu anh và tuổi là 18 này. Anh em nhìn thấy không ạ? Nhưng hình như bỏ toString cũng được đúng không? Đúng rồi. Thì mọi người sẽ nhìn thấy cái thằng này nó mờ mờ như này đúng không? Mờ mờ như thế này có nghĩa là trong trường hợp mà mọi người dùng S out ấy, hay mọi người dùng cái gì mà liên quan đến chuỗi ấy, thì nó sẽ tự khắc gọi toString. Đấy, anh em nhìn nhá, ví dụ cái chỗ này mà kiểu anh là muốn là cộng thêm một cái chuỗi là ok sinh chẳng hạn, thì cứ cái gì mà liên quan đến chuỗi nhá, mọi người muốn in ra cái thằng đấy mà cứ cái gì mà nó convert sang chuỗi ấy, thì nó sẽ mặc định gọi toString mà mọi người không cần chấm toString ở đây. Được chưa anh em ơi? Ok chưa? Tao bảo lại. Dạ. Chị in ra rồi. Cô chạy đi ạ. Ok, đây chị in ra nhá. Này mọi người nhìn thấy là cái thằng này xong cộng với chữ sinh đấy không? Thế là nó ông tu ra tu sự trinh với cộng với cái chuỗi mà em nhập vào. Đúng rồi. Cứ cái gì là thao tác với chuỗi, cứ cái gì là nó có convert sang chuỗi thì nó sẽ lấy sang chuỗi, được chưa? Ừ thì cái này nó mặc định thế. Nó vẫn là con của thằng object này. Rồi giải thích câu của Cường nhá. Đây là em nhìn nhá, ví dụ cái này xong rồi cộng với chuỗi, nhớ không? Thì cái đây là nó là cái SOUT này, SOUT print này thì nó chỉ nhận vào dạng chuỗi thôi. Thì mình mới in ra được, có hiểu không? Ok ạ. Bỏ cộng sinh đi thì nó vẫn mặc định là chuỗi. Và à, nó vẫn mặc định là trong này là chuỗi. Không, vẫn được. Vẫn in ra cái toString. Đúng rồi. Là đấy là hàm SOUT. Đó, cứ cái SOUT này là nó là chuỗi hết. Rồi tiếp nữa nha mọi người nha, mọi người theo dõi ở đây cho em tiếp theo, phần tiếp theo. Đấy là nếu mà không có toString này thì nó sẽ in ra cái gì? Nếu mà không có toString nhá thì nó sẽ in ra cái gì? Em chạy cho mọi người nhìn nhá. Rồi, thì nó sẽ in ra cái gì ở đây? Mọi người nhìn này, con này. Xong rồi a còng này. Xong rồi cái thằng này này. Đúng không? Cái thằng số số linh tinh này thì em sẽ giải thích nhá, là nếu không có toString thì nếu mà mình không ghi đè toString thì nó sẽ có cái gì? Đấy là một là tên của lớp. Được không? Cái thứ hai là a còng. Cái thứ ba đây là cái mã ở trên vùng nhớ heap của nó. Được. Được cho anh em, thì cái vùng nhớ, cái địa chỉ vùng nhớ này nó là một cái địa chỉ vùng nhớ của mình. Thì nó là cái gì? Thật ra mình không quan tâm lắm, mình chỉ cần quan tâm là cái thằng này là mã trên vùng nhớ thôi. Thì mấy nữa thì mình sẽ được học mã băm. Được cho anh em ơi, ok chưa? Được chưa nhỉ mọi người nhỉ? Nên là mọi người thấy là hầu hết cái thằng nào tạo ra thì người ta cũng để toString ra để mà lúc mà in ra nó đỡ phải như này. Được chưa? Được chưa mọi người ơi? Ok chưa? Xong toString chưa nhỉ mọi người nhỉ? Rồi, ok, đến phần tiếp theo nhá. Rồi, đến phần tiếp theo nhé mọi người nhá. Thế là sang phần tiếp theo, đấy là cái tính đa hình của mình. Rồi, bây giờ kiểu anh sẽ ghi đè toString ở đây nữa nhá mọi người nhá. Ghi thêm name với S nữa đi. Thôi để name thôi. Bảng.
Rồi nhá, bây giờ tiếp theo đến tính đa hình. Thế thì tính đa hình ở trong này nó là cái gì? Tính đa hình thì nó sẽ được phát biểu như sau nhá. Đa hình thì nó được phát biểu như nào? Đấy là một biến thuộc lớp cha. Có thể tham chiếu tới một dimension. Rồi. Mọi người nhìn nhá, đấy là một biến thuộc lớp cha thì có thể tham chiếu tới một instance thuộc lớp con. Nghĩa là gì? Ví dụ, đây mọi người nhìn này. Kiều Anh tạo ra con đây rồi nhá mọi người nhá. Rồi, cha con. Giả sử bây giờ Kiều Anh tạo ra hẳn một lớp tên là cũng là giả sử Kiều Anh tạo ra điển hình hẳn là con trai chẳng hạn. Được không? Được chưa anh em ơi? Lulu. Rồi, thằng này thì x10. Nha. Rồi, một biến thuộc lớp con thì một biến thuộc lớp cha thì có thể là tham chiếu tới một instance thuộc lớp con. Thì nó là cái gì? Mọi người nhìn cho Kiều Anh nhá, ở trong phần này. Bình thường là trước đây mình khai báo, mình chỉ khai báo là kiểu dữ liệu này, tên biến này, xong từ khóa new và gọi cái constructor tương ứng đúng không? Đúng không? Nhưng mà bây giờ khi mà mình có kế thừa rồi thì nó sẽ dẫn tới đa hình. Dẫn tới đa hình nghĩa là sao? Nghĩa là mọi người có thể khai báo như này. Cha này. Ok. Con trai bằng new. Đấy, như này được. Được chưa? Rồi ok. Cha này. Con gái giả sử bằng new. Em nhìn thấy là hai cái biến này đều thuộc lớp cha đúng không? Nhưng mà nó có thể là trỏ tới cái kiểu cái instance ở trên thực tế ở trên heap của mình đây là thuộc lớp con. Đấy không ạ? Hai thằng này đều thuộc lớp con này. Được chưa anh em? Được chưa? Rồi, thì đây là mọi người có thể đọc rất nhiều tài liệu mà như hôm qua của anh gửi cho mọi người hoặc là những cái tài liệu tiếng Việt khác ấy thì nó bảo là nó là override, nó là overload. Nhưng mà nếu mà không có cái việc cho phép khai báo như này ở trong Java thì mình sẽ không có cái override và overload, nó không có một cái ý nghĩa gì cả. Được không? Có nghĩa là instance thuộc lớp cha có thể tham chiếu đến cái instance thuộc lớp con được. Được chưa anh em? Rồi, khó một tí, chịu khó. Tiếp theo, mọi người nhìn nhá, thế thì từ cái thằng này nó sẽ sinh ra cái gì? Từ cái thằng một instance thuộc lớp cha có thể tham chiếu tới một instance thuộc lớp con, nó sinh ra cái gì? Nghĩa là các anh em ở đây các em gọi như sau. Ví dụ như là ở trong lớp con này mọi người có ghi đề thu trinh đây đúng không? Đúng không? Thế là bây giờ mà mọi người gọi ok, con trai. À, con gái ở đây chẳng hạn. Rồi, để chữ con đây đi. Con đây, mọi người có thể là gọi thu trinh ra. Mọi người có thể gọi thu trinh ở đây nhá. Đúng không? Mọi người có thể là sout2string ra đúng không? Và là ở trong này nó sẽ in ra. Ở trong này nó sẽ in ra cái gì nhỉ? Nó sẽ in ra là cái của lớp con này đúng không? Đúng không em? Chuẩn chưa? Rồi, thế thì cái này ok, nào là bảo đa hình là mặc dù là cái phương thức override này ở lớp cha nó có rồi nhưng mà lớp con nó được triển khai lại. Nhưng mà bản chất của cái đa hình đấy là nó cho phép mình tham chiếu một thằng biến, cái biến kiểu khai báo của mình thì là thuộc lớp cha, còn cái biến kiểu thực tế của mình thì là thuộc lớp con. Rồi, chỗ này có hai loại cho mọi người nhìn nhá. Khi mà khai báo bây giờ thì mình học lớp và đối tượng đơn thuần thôi thì mình sẽ học là như này. Đấy là khai báo, đấy là kiểu dữ liệu này. Sau đấy là đến tên biến này. Tiếp theo bằng từ khóa new này, xong gọi constructor ra đúng không? Rồi,
Thì ở trong phần này bây giờ mình lại đi sâu hơn một chút. Đấy là mình sẽ có thằng như sau. Đấy là ở đây mình sẽ có là kiểu khai báo. Đó, tên biến bằng new. Xong rồi, constructor của kiểu con hoặc constructor tương ứng. À, mọi người nhìn nhá. Ở đây mọi người hoàn toàn có thể là gọi phương thức gọi chai như này. Đúng không? Đúng không anh em? Thế thì ở trong phần này mình sẽ có hai cái kiểu này. Thế thì kiểu khai báo thì nó sẽ làm cái gì? Mọi người nhìn nhá. Kiểu khai báo ở đây có nghĩa là quy định. Kiểu khai báo làm cái việc gì? Quy định phương thức có thể truy cập. Quy định phương thức có thể truy cập được nha mọi người nhá. À, trong này là biên dịch. Có nghĩa là nếu mà kiểu tra ở đây, mọi người nhìn nhá, kiểu tra ở đây. Mặc dù con ở đây kiểu anh có phương thức M2 đúng không mọi người? Có phương thức M2 này và có phương thức M1 và có tham số y như này đúng không? Đúng không em? Nhưng mà trong phần này rõ ràng kiểu con của kiểu anh này có thằng này, nhưng mà kiểu anh không thể gọi đến phương thức M2 ở đây được. Được không? Thì kiểu khai báo nó sẽ quy định những cái phương thức mà có thể truy cập ở biên dịch. Được chưa anh em ơi? Ok ok chưa ạ? Mọi người? Rồi, ok, tiếp theo. Cô nó lại tại sao nó lại không truy cập được cái M2 không? Cái con. Bởi vì là cái kiểu khai báo ở đây của nó là cha đúng không? Đúng rồi, kiểu của nó là cha nên là nó quy định là ông chỉ được sử dụng những cái ở biên dịch. Ở biên dịch thôi. Ông chỉ có tôi chỉ nhìn ông dưới con mắt là kiểu dữ liệu là kiểu cha thôi. Kiểu thực tế của nó thì không phải. Đúng không? Kiểu thực tế thì là compile nó không đoán được. Vâng. Kiểu thực tế thì compile nó không đoán được. Vâng. Thấy không? Cái M2 này nó giờ nó đang ở bên, nó là ở bên con, chị bật bên con em xem với ạ. Đây. Ở con cùng M1. Có M2 đúng không ạ? Vâng vâng. Bên trai nhưng mà nó không truy cập được. Vâng, nhưng mà nó không truy cập được tại vì giờ kiểu thực tế của nó là kiểu cha. Kiểu khai báo đúng của nó là kiểu cha. À, kiểu khai báo của nó hay bị rối nhỉ? Vâng. Thế chị ơi, cái mà từ mọi người ơi, mọi người nhớ nhá. Bình tĩnh đã, dối như của Lập là chuyện bình thường. Hôm nay mọi người mới học mà đúng không? Nếu mà như thế ạ, nếu mà nó khai báo kiểu thực tế kiểu khai báo là kiểu cha đúng không? Như kiểu cha con đấy, còn kiểu thực tế là kiểu con đúng không ạ? Thì tức là mình có thể nhập các cái thông số mà theo kiểu của con ạ? Không. Không. Ở trong này chỉ có thể sử dụng phương thức của cha thôi. À không, em hiểu rồi, nhưng mà lúc mà khai báo là ví dụ cha con nhưng mà sử dụng constructor là của con ấy. Ừ, đấy. Đúng không? Thì tức là nhập theo, có thể nhập theo các cái tham số mà constructor tham số của con đúng không? Đúng đúng, lúc nhập như này là được, được. À vâng vâng vâng. Như thế có phải giống như kiểu là ép kiểu từ con lên cha không? Đấy, chưa đây, có đúng ép đấy. Kiểu ạ. À. Anh ơi chưa có ép kiểu. Cái gì vậy? Không, thì nó kiểu như vậy nhỉ? Không cái... kiểu, mọi người ơi, hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thế chị ơi, vừa nãy chị gọi cái con chấm tu trinh đấy là, thì sẽ là tu trinh của thằng cha gì? Chưa xong, chị chưa nói xong. Đấy ạ, à, bây giờ chỗ này hiểu kiểu khai báo chưa đã? Rồi. Vâng. Mọi người ơi, cái nữa nhá là kiểu anh dừng lại ở các đoạn này không phải để cho các anh em, không phải để là... À, gì nhở? Có nghĩa là dừng lại đoạn này là để các anh em hiểu cái phần ở trên này kiểu anh nói chưa ấy, kiểu khai báo này chưa ấy, được không? Hiểu rồi nhưng mà chưa biết khai báo thế để làm cái gì mà để cho nó lại gây rối ra. Rồi tiếp nhá, tiếp theo đấy là tiếp theo nhé mọi người nhá, đấy là kiểu thực tế. Kiểu thực tế của nó thì đây là, đấy cái này là instance thực tế.
ở trên hip. Được chưa mọi người? Lâu lâu mọi người ơi. Thấy không? Thế thì instance thực tế ở trên hip này thì nó sẽ dẫn tới đa hình như thế nào? Nó sẽ dẫn tới đa hình như nào nhé mọi người, nhìn cho Kiều Anh nhá. Nó sẽ dẫn tới đa hình cái kiểu gì? Ví dụ ở đây là, mặc dù là đây là con đúng không? À đây là kiểu cha đúng không? Đúng anh em? Nhưng mà khi mà mọi người gọi như này thì nó, cái kiểu thực tế thì sẽ là kiểu instance ở trên hip, nghĩa là gì? Nghĩa là cái phương thức mà nó được gọi đây, ví dụ phương thức mà nó được gọi đây là toString đúng không? Thì nó gọi cái thằng thuộc lớp con cơ. Đây mọi người nhìn thấy lớp con không? Ngồi. Thì đấy mới là cái điển hình nhất của đa hình. Đấy là kiểu thực tế là lúc mà nó compile thì lúc mà nó runtime ấy thì chỗ này kiểu anh sẽ quan tâm đến cái này nhá. Cái này là để lúc compile. Là biên dịch. Còn cái này là lúc runtime. Runtime là lúc nó chạy thì nó sẽ chạy cái kiểu thực tế của nó. Vậy là phải, chứ lớp cha cũng có phải có cái phương thức đấy thì lớp con mới chạy được à? Thì đúng cái rồi. Đấy mới chạy được là lớp con. Chuẩn luôn Trường ạ. Đúng rồi. Đúng. Trong trường hợp lớp con ghi đè lại nhé, còn lớp con không ghi đè lại thì nó vẫn chạy lớp cha thôi. Tức là nó chỉ lấy mấy cái ghi đè, cái override của lớp con lên thôi gì ạ? Đúng. Còn lại tất cả thì dùng ở lớp cha. Còn lại mà không ghi đè thì sẽ dùng ở lớp cha. Ok ok. Ok, rồi An vào muộn thì chị sẽ nói lại cái thằng này để cho An nhìn nhá. Đấy là khi mà An tạo ra một object thuộc lớp con ấy thì bản chất của nó là nó tạo ra một object thuộc lớp cha trước. Vâng. Đó. Sau đấy thì nó mới tham chiếu bằng từ khóa super vào trong cái lớp con này. Thì ở con mình sẽ vừa có zip vừa có super được chưa? Vâng. Đó, rồi, ok, lại nha. À, tiếp nha. Ok. Đó, thì đấy là liên quan đến cái tính đa hình của nó. Đấy là, ok, khai báo thì ông khai báo một kiểu và thực tế thì ông khai báo một kiểu được. Và cùng một phương thức toString nhá. Ví dụ ở trong này Kiều Anh tạo ra một phương thức toString ở đây. Ok, con trai nhá. Đó, thế thì ở trong phần này mà Kiều Anh in ra là con trai đây thì nó sẽ gọi cái phương thức toString thuộc con trai này, thấy không? Mà mặc dù kiểu khai báo của Kiều Anh là kiểu đều là kiểu cha hết, anh em thấy không ạ? Được không? Được chưa nào anh em nhỉ? Ok chưa? Lâu lâu anh em ơi, thấy chưa? Thì đây là cái tính chất của đa hình nhá. Cái tính chất của đa hình nó cho phép mình làm được cái việc này. Ok chưa mọi người ơi? Lô lô. Ok ok. Rồi, tiếp nha. Rồi, tiếp thì tiếp theo là sang cái phần ép kiểu. Thì mọi người có thể đọc rất nhiều tài liệu nó ghi là đa hình là override, nhưng mà không phải là như vậy. Như vậy là mình chỉ nói cái bề nổi thôi. Override chỉ là cái cách triển khai lại thôi. Đó, override chỉ là cách triển khai lại thôi nhá mọi người nhá. Là cách triển khai đa hình thôi. Chứ còn không có override nó vẫn sống mà. Nó vẫn có đa hình, nó vẫn có đa hình, nghĩa là một đối tượng thuộc lớp cha thì có thể tham chiếu tới một instance thuộc lớp con được. Được rồi, anh em hiểu chưa nhỉ? Xuân Anh ơi. Em hiểu rồi chị ơi. Ok, ok nhá, tiếp nhá. Còn cái phần mà cái kết luận của em ấy thì nó theo hướng là phần bề nổi ấy, như kiểu là mình chưa đi sâu ấy. Nhá Xuân Anh nhá. Vâng, tại em thấy có mỗi override là em thấy có tác dụng cái này, còn đâu em chưa tìm thấy tác dụng nào khác. À, rồi mọi người ơi, tiếp nhá mọi người nhá. Tiếp theo thì sẽ đến các cái loại ép kiểu, các cái kiểu ép kiểu. Thì bởi vì là mình có cho nó tham chiếu lẫn nhau mà đúng không mọi người? Mình cho tham chiếu lẫn nhau là cứ cái cùng cái cấp kế thừa là mình cho tham chiếu lẫn nhau được. Được không? Rồi, thế thì ở trong phần này mình có cái ép kiểu kiểu gì? Thứ nhất là mình sẽ có là upcasting. Upcasting đấy là ép kiểu lên. Upcasting ở đây là gì nhỉ? Upcasting ở đây nhá, đấy là
À đây, chỗ này chắc phải chuyển cho anh câu cái thằng này xuống đây này cho mọi người nhìn cái thằng này nó dễ hơn nhá. Rồi, C nhá. Thì trong phần này, mọi người nhìn cho Kiều Anh nhá. Cái đây. Cái thằng này của Kiều Anh này. Và cái thằng này. Được. Rồi, ok. Cái bên này, kiểu thực tế của nó là kiểu con đúng không mọi người? Kiểu thực tế là kiểu con đúng không? Rồi, ok, đây là kiểu thực tế là kiểu con. Trai. Kiểu thực tế kiểu con chứ. Đây này. Đây là con trai. Con trai. Xen từ cha mà, Lộc ơi, theo dõi được không? Nếu con trai thì em nghĩ đấy là con trai thì... Ừ, nhưng mà ok, ý của em là kiểu con trai đúng không? Nhưng mà rồi ok được nhá. Mọi người nhìn nhá, kiểu thực tế là kiểu con trai đúng không? Nhưng đúng. Là cái thằng này là sub class. Đó, đây là kiểu con, ý là kiểu con ở đây ý mọi người, được chưa? Rồi, tiếp theo. Chỗ này, nhưng mà mình lại bắt nó thành kiểu cha đúng không? Chỗ này anh em lại bắt nó thành kiểu cha. Kiểu anh đang bắt nó thành kiểu cha đây, kiểu khai báo. À, đúng anh em, thì cái thằng này là super class. Rồi, thế thì từ một cái thằng cấp kế thừa của mình là dạng như này. Cái cấp kế thừa của mình dạng như này nhá. Cấp kế thừa của mình là ok, đây là cha này. Xong rồi, thằng kế thừa của tôi như này này. Đây là lớp con của tôi này. Được không? Cái thằng lớp con kiểu thực tế mà mình ép lên cái thằng trai như thế này thì được gọi là upcasting. Được cho anh em, upcasting nhé mọi người nhá. Mọi người ơi, ok không ạ? Thằng này là upcasting nhá. Được cho mọi người. Rồi, thì trong phần này mình sẽ cái này thì mình sẽ dùng để làm gì? Dùng trong cái trường hợp mà ví dụ như mọi người có một mảng trai như thế này. Cái này sẽ dùng trong trường hợp là mình sẽ truy cập một mảng trai như này nhá. Ok. Bằng new trai như này. Ví dụ 3 phần tử ở đây. Được, thế thì ở đây trong phần này mọi người hoàn toàn có thể để như sau. Số 0. Thì mọi người bằng new con. Rồi. Thằng số 1 thì mọi người bằng new con trai. Thấy không? Ok. Thằng số 2 thì mọi người lại bằng new con tiếp. Được. Thì cái kiểu upcasting này dùng để mà mình sẽ đồng bộ toàn bộ các cái kiểu con thành một list thuộc kiểu trai. Thì chỗ này mình sẽ dùng có thể là để mà mình duyệt một mảng thuộc super class. Super class là kiểu trai nhé mọi người nhá. Được. Ví dụ như này mọi người hoàn toàn có thể là for x ở trong cái mảng này được. Được. Đúng không em? Mọi người hiểu không ạ? Thì cái ép kiểu cái upcasting này dùng trong cái việc như này. Đấy là mình sẽ duyệt một mảng thuộc super class. Được chưa nhỉ mọi người nhỉ? Ok chưa? Rồi. Khánh ơi. Khánh ơi. Ok chưa? Chị có thể lấy ví dụ duyệt để làm gì không ạ? Rồi nhá. Ví dụ nhá, ở trong trai này chị có một một loạt các cái phương thức M1 này chị muốn in ra. Rồi ví dụ nhá, nếu như chị có một phương thức là giả sử trong trai chị có một phương thức là phương thức tính tiền chẳng hạn nhá. Được, ví dụ như là bây giờ chị muốn tính chi phí ở trong phần này chẳng hạn. Ok. Tính tiền chẳng hạn. Kiểu này trả về kiểu in chẳng hạn nhá. Đây. Yeah, ok, chỗ này chị return lại ra một cái gì đấy nhá. Yeah, thì ở trong cái phần main này chị có thể là for x cái thằng đấy, xong chị tính tổng tiền của các ông này ra. Để cho Quang Anh, Lolo. Giống như kiểu trong văn phòng thì có nhân viên thường, trưởng phòng gì đấy. Đúng rồi, nhân viên thường rồi trưởng phòng hoặc là có nhân viên part time, nhân viên full time. Đều ấy. Là con của nhân viên đúng không? Đúng. Sau đấy thì mình bắt đầu mình tính tiền của theo từng con một.
đúng rồi, cộng vào lead của nhân viên thì nó sẽ chạy cái lead này. Ok, được chưa, được chưa nhỉ? Ok chưa? Ok rồi, thì tí nữa thì chị sẽ gửi bài tập để các anh em có thể làm cái bài này, nó làm nó điển hình hơn, sách với cả các kiểu nhá. Rồi tiếp nha mọi người nhá. Thế thì ở trong phần này, giả sử trong trường hợp, trong trường hợp như này nhá, thì tất cả các cái kiểu của mình thì đều là cái kiểu tra đúng không? Thì như thế này, mọi người có tham chiếu kiểu gì thì mọi người có tra list thứ bao nhiêu? Thì như mọi người vừa thấy vừa rồi, đấy là ví dụ tra list số 1 hay là tra list số 0 này. Đúng không? Tra list số 0 chẳng hạn, kiểu con đúng không? Mọi người cũng không thể chấm M2 ở đây được. Được chưa? Được chưa anh em? Thế thì ở đây mình làm cái việc như này là bất không thể đúng không? Bởi vì là compile nó có cho phép mình gọi nhìn được cái phương thức M2 đâu. Đúng không? Compile nó không cho phép mình nhìn được cái phương thức M2 ở đây. Thế thì trong phần này mình sẽ phải làm cái việc đấy là bây giờ cái kiểu của tôi là compile tôi chỉ nhận cái kiểu là kiểu tra thôi đúng không? Đúng không? Chính compile nó chỉ nhận được kiểu tra ở đây thôi. Thế thì bây giờ mình sẽ cần phải làm cái gì? Mình sẽ cần phải làm cái hoạt động đấy là ép từ kiểu tra xuống kiểu con để thực hiện các phương thức ở lớp con riêng biệt. Được không? Em ơi, Lolo. Rồi, thế thì cái việc ép này thì mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ làm như sau. Mình sẽ, cú pháp của mình sẽ như sau nhá. Đây là đóng bằng ngoặc này. Đây là kiểu dữ liệu. Phải đóng bằng ngoặc nhá mọi người nhá. Thuộc lớp con. Được chưa? Rồi, cái này là tên biến. Vậy thôi. Được không? Thế thì bây giờ Kiều Anh sẽ thử cho mọi người nhìn nhá. Đây, cái thằng tra list đầu tiên. Ví dụ Kiều Anh sẽ để là kiểu con như này chẳng hạn. Được không? Rồi, biến thì Kiều Anh sẽ để là tra list số 0. Rồi, như thế này là mình ép kiểu thành công rồi. Được chưa anh em ơi? Thế này là mình ép kiểu thành công được rồi nhá. Thế thì mình muốn sử dụng cái phương thức M2 ấy, thì mình phải đóng mở ngoặc cái đoạn này. Được, thì mình mới sử dụng được phương thức M2 ở đây. Ok chưa nhỉ mọi người nhỉ? Lolo. Rồi thì đấy là cái kiểu là mình sẽ ép kiểu thuộc ở lớp con, ép kiểu từ lớp cha xuống, ép kiểu từ kiểu cha xuống kiểu con nhá. Thì cái thằng này được gọi là down casting. Được chưa nhỉ mọi người nhỉ? Ok chưa? Các em ơi, ok chưa? Được chưa nhỉ mọi người nhỉ? Thì cái này sẽ là một cái khá là khó. Nên là các em cứ từ từ nhé mọi người nhỉ? Cứ từ từ hấp thụ dần dần. Các ý ở trong cái phần keyword thì mọi người nhìn lại một lượt nhé. Xem có câu hỏi gì thêm nữa không? Chị ơi, nếu mà dùng cái trang list đấy thì bên trên có cần khai báo cái xe của cái có cần upcasting không? Bên nào? Cái đoạn upcasting à? Thì nếu mà tra bằng ngọc vuông có cần cái dòng tra xe bằng như con trai không ạ? Khi mà dùng cái dịch mảng thuộc Supergraph à, thì có cần cái dòng bên trên không ạ? Có cần tạo đối tượng thuộc lớp khai báo là lớp tra và thực tế con trai không ạ? Hay là không ạ? Vâng, hai chào. Ví dụ bên chỗ này chị để xăm như này nhá, bây giờ chị muốn duyệt mảng nhá. Rồi, ok, nhỏ hơn 3 luôn đi. Rồi, S cộng bằng
Rồi. Charlie thử y nhá. Và phương thức tính tiền. Thấy không? Đó, Trường thấy không Trường ơi? Vâng, vâng. Thế chưa? Ok, chỗ này thì chị sẽ in ra S ở đây chẳng hạn. Kiểu thế. Chị ơi, về cái F kiểu up ấy ạ, thì có nghĩa là khi mà biên dịch thì là nó sẽ biên dịch kiểm tra, còn khi mà runtime thì sẽ runtime thằng con ạ. Đúng. Nếu thằng cha không biên dịch được thì thằng con cũng sẽ không được. Thằng cha không biên dịch được thì mình có viết được đâu, mà chạy chương trình được đâu mà runtime. Kiểu up, tất cả hai thằng này đều hay dùng nhá. Ừ. 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 Nhưng mà ví dụ như bây giờ em không sử dụng một cái list như này nhá, em sử dụng con như này, C1 nhá, đúng không? Em sử dụng như này đúng không? Ok, chỗ này là con trai đi, C2. Thế em duyệt các cái phần tử như này như nào? Em làm sao em sử dụng được, em tính tổng tiền được ba cái biến này? Đúng rồi, mình duyệt một mảng. Chứ nếu mà up lên thì nó chỉ lấy con từ xử lý một. Xong phần của Cường đã, đợi chị tí nhá. Các chị ơi, tính dụ chị, dụ để như thế kia. Ừ, chị bảo xử lý xong phần của Cường đã. Đó, đang em đang nói về của Cường đấy. Em đang hỏi cùng với cái của Cường đấy. Cùng câu hỏi của Cường, rồi. Thì C1 chấm tính tiền cộng với C2 chấm tính tiền kiểu như thế thì nó không gọi được hả chị? Nó gọi được, nhưng mà nếu mà 100 phần tử thì em làm cái gì? À, ý ở đây là vâng rồi, hiểu. Thế à, hiểu không? Chị ơi, chị cho em xem lại. Vâng ạ, chị cho em xem lại cái phương thức tính tiền vậy ạ. Đây. À, ok, em hiểu rồi ạ. Thế là để là khi mà mình muốn duyệt nhiều thì mình mới làm thế đúng không ạ? Đúng rồi. Và cái này thì đương nhiên mình sẽ hay làm nhá, Lập nhá. Hay làm à? Ví dụ một hai cái dụ cũng nên làm kiểu máy móc như này ạ. Không phải máy móc, mà là cái bài toán này em sẽ gặp rất nhiều trong cuộc sống. Tí nữa thì chị sẽ giao bài tập cho. Đấy, ví dụ mình có một mảng sách, mình cần duyệt một mảng sách, nhưng ở trong đấy thì là có sách viễn tưởng, có sách lập trình, có các thể loại sách, nhưng mà nó đều có phương thức tính tiền. Chưa hiểu không? Đúng rồi. À rồi, à Lập đúng không? Tí nữa thì chị sẽ giao bài tập thì các bạn sẽ vận dụng được. Phương thức tính tiền đấy thì ở lớp cha đúng không ạ? Đúng rồi, phương thức tính tiền đấy ở lớp trai. Rồi, quyển nào mà tính tiền đặc biệt thì mình gọi là cài đè lại. Cài đè lại, đúng luôn. Thú chị. Chị ơi, cái mà ép kiểu xuống thì chỉ có mục đích là truy cập vào phương thức của lớp con mà. Đúng rồi. Thì cho em xem cái tính tiền của hai lớp con đó. Không có, chị không có ghi đề lại. Ví dụ nếu mà tính tiền theo cái lớp con ấy ạ. Ví dụ mà lớp con có giảm giá đúng không? Một đúng lớp con có giảm giá thì mình sẽ làm một cái ghi đề của lớp con. Đến lúc đấy thì lại phải ép kiểu xuống lớp con.
Không cần. Bởi vì lúc runtime là nó tự gọi mà anh nhìn nhá. À, anh nhìn này. Không. À. Anh nhìn nhá. Kiểu thực tế nó ở trên heap thì là lúc mà runtime nó sẽ tự gọi cái phương thức override đấy. Đó, ví dụ anh nhìn này, cái con trai này em viết này. Mặc dù kiểu khai báo là thuộc lớp trai nhưng vừa nãy nó vẫn in ra là con trai đấy chứ. Ừ. Đúng không? Được chưa ạ? Vâng. Gọi cái gì đề. Thì tức là nếu mà cả cha cả con đều có cùng một phương thức mà ép kiểu mà sang kể cả kiểu của lớp cha để thực hiện phương thức tính tiền mà lớp con cũng có phương thức tính tiền thì nó sẽ vẫn tính lên phương thức tính tiền của lớp con. Nà, rồi. Đây nhá. Em sẽ nói thêm một thằng nữa. Đấy là biên dịch. Biên dịch thì nó sẽ quan tâm đến kiểu khai báo. Có nghĩa là ông có kiểu khai báo gì thì tôi có thể là truy cập cái kiểu khai ông có kiểu ông có phương thức gì thì tôi sẽ có cái kiểu khai báo đấy tôi có thể gọi được. Được không? Còn runtime lúc chạy chương trình thì nó sẽ quan tâm đến kiểu thực tế. Tức là cái lúc mà kiểu biên dịch đấy là vì nó có cái kiểu tính tiền ở lớp cha nên nó sẽ thực hiện được. Nhưng mà nó vẫn sẽ chạy theo cái kiểu thực tế ở lớp con, theo cái phương thức của lớp con. Đúng. Chào mọi người ơi, Lulu ok chưa? Mọi người ơi, em quay lại chữ quýt nhá. Rồi, thôi chết rồi. Rồi, kéo anh quay lại chữ quýt nha. Rồi mọi người nhìn nhá. Kết quả in ra của đoạn mã sau là gì? Mình bắt đầu nào. Ở trong này mình có một class là employee và có lương như này đúng không? Được chưa anh em? Rồi, mọi người nhìn nhá. Programmer lập trình viên extend từ employee thì sẽ có thêm thưởng. Được chưa? Rồi, ở trong này mình có một cái class demo như này, trong này có một phương thức main. Mình khai báo là programmer bằng new programmer này. Kiểu khai báo và kiểu thực tế thì nó đều là programmer hết. Bây giờ mình in ra là lương của programmer là bao nhiêu? Là p.salary. Nó có thể truy cập đến .salary không mọi người? Có không mọi người? Có đúng không? Có. Thì ở đây nó sẽ in ra là 1000.0. Đúng rồi, 1000.0. 1000.0 nhá, bởi vì kiểu flat mà mọi người thấy không ạ? Rồi, và bonus. Bonus là 150. Được chưa nhỉ anh em ơi? Ok chưa? Thế đáp án là đáp án D. Đáp án D nhá mọi người nhá.
đáp án A này là gần đúng, nhưng mà cái kiểu dữ liệu ở đây là nó là flat cơ, nên là mình sẽ cần phải chấm không ở đây. Được chưa nhỉ mọi người nhỉ? Ok chưa? Tiếp theo, kết quả của đoạn mã sau in ra là gì? Trong này mình có class là animal với phương thức x như này. Rồi, class dog thì x10animal với phương thức này. Được chưa? Trong này mình có một cái thằng main và mình in ra là animal d bằng new dog. Được chưa? Ở đây mọi người nhìn nhá, là new dog này thì d này là kiểu dữ liệu là kiểu animal đúng không anh em? Đúng không? Vì là animal nên là nó có kiểu bác này được không mọi người? Nó có gọi được đến phương thức bác này không? Không ạ. Không, nên là nó lỗi biên dịch do lỗi biên dịch ở dòng d chấm bác. Đáp án D tiếp nhé mọi người nhá. Được chưa anh em ơi? Ok chưa? Rồi. Tiếp theo. Kết luận nào sau đây đúng? Class A này. Có thằng này là private, hai thằng này đều là private này. Được chưa? Class symbol. Trong này là có main này, mọi người nhìn nhá, là A thì bằng new A. Thì ở trong thằng này mọi người nhìn cho Kiều Anh xem là có in ra được là object.data và object.msg không? Data không. Vì sao data thì không? Private. Vì kia private. Rồi, ok chưa nhỉ mọi người? Ok chưa? Default rồi. À, bình thường nhá thì default ấy thì nó sẽ cho mình, nếu mà cái câu nào mà nó có default ấy thì mình sẽ cần, ví dụ như cái câu dưới này này, đây này, thì nó sẽ có thêm packet. Được. Còn nếu mà mặc định như này là nó cùng ở trong một packet nhé mọi người nhá. Được chưa? Rồi tiếp nhé mọi người nhá. Thì à, lỗi biên dịch nhé mọi người nhá, bởi vì là tất cả cái thằng này thì đều là private. Và hai thằng này là lúc mà mình làm như này là nó khác class rồi, nó không ở trong phạm vi class nữa. Class A và class symbol này, mọi người nhìn thấy không? Được cho anh em. Rồi, tiếp. Tiếp nhá. Kết luận nào sau đây đúng? Rồi, mọi người nhìn nhá. Ở trong này có hai packet. Một là packet demo 1. Cái thứ hai là packet demo 2. Được chưa? Rồi. Ở trong packet demo 1 này thì mọi người nhìn thấy ở trong này có từ khóa default của class. À, class A này là default, mọi người nhìn thấy không? Không có chữ public. Được không? Anh em thấy không ạ? Class A là không có chữ public nhá. Được không? Mọi người nhìn thấy class A là không có chữ public không ạ? Vâng. Rồi vì vậy nên là ở trong này mọi người không thể A bằng new A được. Chứ chưa nói đến cái dòng dưới, mọi người thấy không ạ? Bởi vì cái class đấy nó có public đâu mà ở ngoài mình truy cập được. Đấy à? Rồi, tiếp nha. Nên là nó lỗi biên dịch dòng này luôn. Mọi người có tích thêm dòng này nữa thì cũng được. Nhưng mọi người cần hiểu bản chất cho Kiều Anh là cái của mình là lỗi ở dòng đáp án B. Quá là xịn luôn. Mọi người ơi, Java học nó khó, mấy tính chất này học cũng khó. Nhưng mà một nhá là nó có quy tắc. Thì khi mọi người tìm hiểu nó ấy, thì nó sẽ theo quy tắc được. Cái thứ hai nữa là mọi người, nếu mà mọi người tìm hiểu bây giờ, thật ra nhá, nếu mọi người làm theo cái mà học theo cái cách của module 1 ấy, mọi người vẫn sống. Nhưng mà cái này mọi người, nó không là cái đường dài của mọi người được. Em nhìn thấy từ vừa nãy mọi người đang là rất là nản. Xong rồi mọi người thì không bật cam này, không biết mọi người đang học cái gì này. Rồi, tiếp nữa là khó như này thì nó cũng là một cái động lực. Nếu mà bây giờ mà mình mới tiếp cận cái giai đoạn đầu như này thôi mà mọi người gặp vấn đề về nản biết hay cái gì đấy, thì có thể là cái giai đoạn sau của mình nó sẽ càng khó khăn hơn. Nên anh em cố gắng lên nhá. Mọi người nhìn anh Toàn nữa kìa. Vừa nãy làm quiz hơi bị xịn luôn, cứ túc tắc thế thôi. Ở module 1 thế nào, bây giờ anh như thế nào? Tiến Cường nữa kìa. Không. Dạ, anh em cứ cố lên, chăm chỉ. Tiến Dương trường nhóm 4 nha. Đố mọi người biết thằng Bằng đang ở đâu đấy, chị lại không liên hệ được với nó. Em đố chị biết anh Bằng đang ở đâu đấy. Rồi, tập trung ở đây. Mọi người nhìn nhá. Tiếp theo, kết quả của chương trình in ra là gì? Ở đây có class vehicle này.
sau đấy lại có public class extend từ thằng vehicle đấy này. Đó, trong này có thằng main này. Được chưa? Rồi, extend thì default có extend nữa không mọi người? Cái chỗ này. Mọi người ơi, default này có extend được không? Không ít. Không extend được, nhưng mà trong cùng một, cái này là cùng một packet bởi vì nó không khai báo riêng các packet khác nhau. Được chưa? Bịt một đuôi con mắt. Được chưa? Rồi, ok. Tiếp theo. À, trong phần này, kiểu em nói sẽ in ra kiểu in. À, in ra gì nhỉ? In ra speed. Được chưa? Thì theo mọi người, cái speed nó in ra là cái speed của thằng nào? Của thằng nào? Bài đúng rồi, của thằng Bài. Để cho anh em, của thằng Bài nó sẽ là 100 nhé mọi người nhá. Rồi, ok, ok, này dài quá, thì anh em tự đọc code nhá. Rồi, kết quả đây. Đó, có 7 câu thôi nha, mình đã chữa tốn khá nhiều thời gian rồi. Để cho nhỉ, mọi người, tí các anh sẽ gửi lại cho mọi người nhá. Tiếp nữa, sẽ còn một cái bài tập nữa. À, đây. Đâu rồi? Một cái bài tập này thì mọi người cứ thử làm cho Kiều Anh cái bài tập này theo cách của mọi người. Sau đấy thì chiều Kiều Anh sẽ chữa bài. Có class nhá, class book này. Thằng programming book kế thừa từ thằng này này. Fiction book kế thừa cũng kế thừa từ thằng book này. Yeah. Tạo 5 cuốn sách và 5 cuốn sách này. Tính tổng tiền của một cuốn sách. Rồi, yêu cầu thứ hai, đếm số sách. Yeah. Đây là một bài điển hình, rất điển hình của bài ngày hôm nay. Chiều 3:30 các anh sẽ quay lại chữa bài. Nha mọi người nhá. Ép xuống đây đúng không? À, ừ đúng rồi. Ép lên chứ anh. Ép xuống. Cả ép lên cả ép xuống có hết. Tính tiền thì mới lên xong xuống. Lên làm gì để lại phải xuống. Thôi 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 các ông ơi, các ông làm quiz đã, xong rồi các ông ôn lại kiến thức hôm nay đã. Cái cao đi bài thực hành thôi. Cái đề này lấy ở đâu nhỉ? À, em gửi qua Slack cho. À, gửi qua Zalo cho. Mọi người ơi, Kiều Anh sẽ lưu ở Zalo nhé. Bởi vì Slack thì nó hay bị trôi hết file lắm nhé mọi người nhé. Vâng chị ơi, tất cả mọi thứ cứ Zalo hết đi ạ. Mưa rơi cả trời mây. À, anh em ơi, Kiều Anh gửi cho mọi người nhé. Kiều Anh stop xe nhé.